Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ba cái lưu ý liên quan đến cái hợp đồng lao động nhé. Thế thì ba cái lưu ý liên quan đến hợp đồng lao động đấy, thì cái thứ nhất là cái số điện thoại của người lao động, hoặc là đối với người lao động mà có giấy phép lao động ấy, thì phải được thể hiện ở trong cái hợp đồng lao động. Thì đây là cái quy định tại cái thông tư số 10 năm 2020. Đấy, đây là một cái quy định mới nhé, là phải bổ sung thêm cái thông tin là cái số điện thoại hoặc là cái số giấy phép lao động đối với hợp đồng lao động mà cần phải có giấy phép lao động ấy, thì phải được bổ sung ở trên hợp đồng lao động, tức là phải được thể hiện ở trên hợp đồng lao động. Thì đây là cái lưu ý thứ nhất nhé. Cái lưu ý thứ hai đấy là tỷ lệ các khoản bảo hiểm ấy, thì qua xem một số đơn vị ấy, thì thể hiện là ghi là các khoản bảo hiểm thì theo quy định của nhà nước đấy, viết chung chung như vậy. Tuy nhiên đấy thì theo quy định tại cái điều 4 nghị định số 5 năm 2015 thì có quy định là doanh nghiệp phải viết rõ là cái tỷ lệ các khoản bảo hiểm tính trên tiền lương đó, thì gồm có gì, bảo hiểm xã hội là tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm đúng nào, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp đấy, thì phải ghi rõ là tỷ lệ các khoản bảo hiểm của doanh nghiệp là đóng bao nhiêu phần trăm và người lao động là bao nhiêu phần trăm đấy. Thì cái điều này là các bạn cũng lưu ý nhé. Cái thứ ba là các khoản phụ cấp, thì là trong doanh nghiệp ấy, thông thường thì ngoài tiền lương thì sẽ chi bổ sung các khoản phụ cấp, ví dụ như là xăng xe này, điện thoại này, ăn trưa này, rồi là hỗ trợ về trang phục này, rồi là chuyên cần này đó. Thế thì nhiều đơn vị thì cũng viết là chung chung là các khoản phụ cấp trợ cấp thì theo quy định của công ty hoặc là theo quy chế của công ty. Tuy nhiên đấy thì theo quy định tại cái thông tư 47 năm 2015 đấy, thì có quy định là các cái khoản trợ cấp và phụ cấp thì phải được ghi thành một cái mục riêng nhé, phải được ghi thành một cái mục riêng trong hợp đồng lao động. Thì điều này là các bạn cũng lưu ý.